cả nhà. Hôm nay mình xuống đi hái rau muống về xào tỏi ăn với mắm sống, cả nhà cùng xem mình làm nha. Đầu với cả nhà có nãy chuẩn bị thao nước đá nè, bỏ vô em cho ăn cho nó dọn. Nhầm rồi, bây giờ xào chịu đơn giản cả nhà. Rồi, nãy mình xào không muốn xong, giờ tới làm mắm sống nghe nha. Đây, mắm nhà làm nha. Đó, thơm nước muối luôn nghe nha. Rồi, giờ bỏ tỏi. Trái thôi nha. Bỏ trái luôn đi. Ăn cá trước đã. Nó mặn nên bỏ đường hay nhiều nhỉ? Hai muỗng đường.
gram ngon, quên 10 gram. Hai món buổi chiều xong cơm rồi. Mời nhà cơm mình nha. Mắm sống nhiều muốn xào tàu đi hai nhà cơm mới sạch.
ngọt lắm. Thank you.